lên hàng, lên hàng, lên hàng, lên hàng. Quay dưới cần thủng dưới quay lên. Chậm nghe. Bây giờ quay từ đây vô. Huynh chào cả nhà nha. Rừng đóng cửa hết chỗ câu cả nhà, hôm nay đi câu dạo cả nhà. Đây là địa điểm câu sông. Đây là sông Bà Ba ngoài của rừng của Minh Thượng nha. Này nó chạy vòng một vòng tròn rừng của Minh Thượng luôn á. Sông này nước cạn này, rồi con cũng có nghe một số anh em nói là ở đây cá bông rất là nhiều. Cho nên hôm nay chở qua đây săn bông. Hy vọng sẽ có cá bông cho cả nhà mình xem luôn. Qua đây thì đi tìm con cá kể cho nhà, hy vọng sẽ có cá kể cho cả nhà mình xem nha. Thì cùng với Cần Thủ Nhí trên đây. Cần Thủ Nhí chào cả nhà đây, chào cả nhà em ơi. Rồi ra Cần cả nhà ơi, mời cả nhà chạy xem. Trời vượt heo. Trời vượt heo. Ghê không? Ý, đáp hậu quay. Còn, còn ở đó. Lên hàng, lên hàng, lên hàng. Quay dưới cần thủng dưới quay lên. Chậm nghe. Bây giờ quay từ đây vô. Quay thôi đừng giật. Chồng chồng kéo lên, kéo lên, kéo lên, kéo lên. Ừ, thắng lên, thắng lên. Ngon, ngon, ngon. Nửa ký lô à. Ê, còn tiếng nữa à.
đây cả nhà. Wow, nữ kêu nha, quá đã. Thật dữ không? Giật dính nó luôn á. Hồi cho bác dính nó luôn không? Hồi cho bác dính nó luôn á. Bác. Coi nè. Coi cho bác dính còi cho con coi. Dính. 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 Lên hàng, lên hàng. Nó cắn á. Lên hàng, lên hàng. Sao vô vậy cha? Chị cũng nhích được nữa hả? Chụp nó nha. Nó cắn nha. Đầu lắm. Chụp đầu đó. Ê. Để chờ, để chờ. Để chờ chụp đầu nó cắn đầu. Để đó, để xuống đây mạnh chứ. Ừ. Lên hàng, lên hàng. Để chờ. Cá lóc chạy theo mà chưa táp. Táp không kịp. Chạy theo sững lại. Hy vọng đường này sẽ cắn. Luôn cắn, cắn là nhai. Lên hàng. Wow. Lên hàng cả nhà. Cái ngon hú nù. Bị cá cắn cả nhà. Lên hả? Lên hả? Con này nhỏ nha. Chắc hai lạng mấy chứ. Có cá đây mà. Nhỏ quá. Tiêu rồi. Lên hàng. Thank you.
chắc chắn nha. Cá nhỏ ha. Thì cá cắn nha. Cá nhỏ hả chị? Cá nhỏ cầu lưỡi 28. Đét dầu 28. Dính hàng mini đó nha. Thì thành quả của hai cha con hôm nay cả nhà ơi, được 6 con này, cũng im cả nhà ơi, có sân chơi vậy cũng ok rồi, kiếm clip được tay gai cả nhà ơi, nhưng cá không được lớn thôi rồi, vậy cũng im rồi. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem clip nha. Để nâng cao chất lượng của lưới câu thì lưới câu được làm xong thì mình sẽ tiến hành giam nó cả nhà, giam qua nhiệt cho nó, cho nó cứng lại, tăng độ cứng của lưới câu lên. Đây, đưa vô lò giam, để giam một thời gian thì nó sẽ chuyển màu vàng lên, rồi mình sẽ bỏ vô dầu. Tiếp trình anh em nghe âm thanh của lưỡi chưa giam, nhờ lưỡi đã giam nha, cái chưa giam nè, nghe âm thanh này. Lưỡi đã giam đây nè, nghe âm thanh này rất cứng nha. Đây mẫu sau khi giam nó có màu hơi vàng vàng. Cá bông. Mẫu cá đẹp. Một thép C40 anh em ơi. Lưỡi này 2 ly. Mẫu này có thể câu cá từ 1,5 lạng tới 6-7 kg luôn anh em ơi. Rất là cứng và bén ha. Cứng và bén.